dụng cán bộ tỉnh bị cáo buộc chiếm đoạt 3 lô đất vàng. Viện kiểm sát cáo buộc ông Lương Thế Hiển và vợ giúp anh Thủy đứng lên hoàn tất các thủ tục mua nhà đất. Sau đó, hai bị can chiếm đoạt tài sản rồi bán cho người khác. Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa nhận được thông tin hồ sơ vụ án, lên kế hoạch xét xử bị cáo Lương Thế Hiển, sinh năm 1960, cựu phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, cùng vợ là Nguyễn Thị Liên trong vụ án chiếm đoạt 3 lô đất vàng trên phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo cáo trạng, ba thửa đất liền nhau số 296, 298 và 300 trên phố Bà Triệu có tổng diện tích là hơn 676 m², là nhà thuê ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Nơi đây có 14 hộ dân thuê ở, trong đó diện tích nhà cũ đã bán được và cấp 11 sổ đỏ cho 11 hộ dân với tổng diện tích là 308 m². Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2017, anh Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1972 ở quận Đống Đa, mua gom được 11 nhà đất nêu trên. Cuối năm 2017, anh Thủy muốn mua nốt phần diện tích còn lại để gộp làm chung sổ đỏ. Tuy nhiên, quy định pháp luật không cho phép người này mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, nên anh Thủy nhờ người quen là anh Lương Thế Hiển, khi đó vừa nghỉ hưu, giúp đỡ với tiền công là 7 tỷ đồng, cáo buộc nêu để hợp thức việc nhờ ông Hiển đứng tên làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu của nhà nước với giá thấp. Anh Thủy và bị can Hiển thống nhất dùng hợp đồng giả cách hợp tác kinh doanh. Ngày 1 tháng 10 năm 2017, anh Thủy và bà Liên ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua khu đất trên với tổng giá trị 200 tỷ đồng, mỗi bên góp 100 tỷ đồng. Trong hợp đồng, các biên bản liên quan nêu nội dung thể hiện anh Thủy đồng ý chuyển nhượng 50% cổ phần cho ông Hiển, tương đương 100 tỷ đồng vốn đã góp để mua 3 lô đất vàng trên phố Bà Triệu. Ngoài ra, anh Thủy cũng viết biên bản ghi lại nhận 100 tỷ đồng của vợ chồng bị can. Sau đó, anh Thủy thanh toán 26,5 tỷ đồng để mua phần diện tích nhà ở cũ là gần 166 m² tại số 296, 298 và 300 trên phố Bà Triệu đứng tên là vợ chồng ông Hiển. Viện kiểm sát xác định, sau khi giúp anh Thủy đứng lên hoàn tất các thủ tục mua tài sản, ông Hiển và bà Liên đứng tên sổ đỏ, nêu tên đã chiếm đoạt các lô đất trên, không trả lại cho anh Thủy mà bán toàn bộ tài sản cho anh Lê Hải An, sinh năm 1991, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi giao dịch, anh An đã chuyển tổng số tiền gần 320 tỷ đồng cho vợ chồng cựu phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội. Tuy nhiên, các hợp đồng công chứng giữa năm 2018 về việc mua bán giữa ông Hiển, bà Liên và anh An ghi tổng giá trị chuyển nhượng 3 lô đất vàng là 30 tỷ đồng, thấp hơn so với số tiền thực tế đã giao dịch. Trong quá trình điều tra, bà Liên khai ký các hợp đồng, biên bản là do chồng nhờ ký, bà ta không đọc văn bản và không tham gia hay trao đổi việc mua bán nhà đất. Sau khi anh An chuyển tiền, bà Liên đã rút hết để đưa cho chồng. Bà này cho rằng, dù là vợ chồng, bà và ông Hiển độc lập về kinh tế, không liên quan tài chính của nhau. Còn ông Hiển phủ nhận các cáo buộc, bị can cho rằng việc hợp tác đầu tư mua gom đất 3 lô đất của anh Thủy là có thật. Ông Hiển cũng cho rằng đã cùng vợ 3 lần chuyển tổng số tiền 200 tỷ đồng như nội dung các giấy nhận tiền ông Thủy đã ký. Tuy nhiên, viện kiểm sát xác định có đủ căn cứ kết luận vợ chồng bị can đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3 lô đất vàng của anh Thủy. Theo viện kiểm sát, ông Hiển đã chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của anh Thủy thông qua hành vi nêu trên, còn bà Liên là người giúp sức cho chồng nhưng không trao đổi, không hưởng lợi việc gì từ ông Hiển chiếm đoạt nhà đất của anh Thủy. Vì vài trăm nghìn tiền công bị lừa mất 100 triệu đồng, sau khi bỏ ra vài trăm nghìn đồng trả lãi để dẫn dụ và tạo niềm tin, kẻ lừa đảo liên tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để lấy lại tiền gốc ban đầu. Vào khoảng đầu năm 2023 là thời điểm anh Tấn Phát, 31 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận được tin nhắn qua mạng xã hội lời mời chào làm việc online, mất việc từ giữa năm và muốn kiếm thêm thu nhập gần Tết để phụ giúp gia đình. Anh nhận lời, công việc đơn giản ngồi bấm like vào các video theo hướng dẫn được gửi, chụp màn hình và sẽ được trả 15.000 đồng cho mỗi lượt. Khi nhận 45.000 đồng thù lao ban đầu, anh Phát không hay biết mình sẽ sớm trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo 100 triệu đồng chỉ 4 ngày sau. Thủ đoạn lừa đảo 100 triệu chỉ trong vài ngày, thấy những nhiệm vụ tương tác này chỉ được trả thù lao thấp. Hôm sau tôi làm thử các nhiệm vụ yêu cầu chuyển tiền kiếm lãi gần 700.000 đồng. Anh Phát kể lại, trước khi nâng cấp nhiệm vụ, nạn nhân được hướng chuyển sang Telegram để trao đổi với một người tự nhận là quản lý cấp cao. Nhận nhiệm vụ qua người này, nhưng anh Phát được hướng dẫn liên lạc với một tài khoản Telegram khác, tự nhận là kế toán, để chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng, sau đó được nạp tiền trên web và có thể bấm các nút thực hiện. Nhiệm vụ đầu tiên, tôi chỉ cần chuyển 100.000 đồng thôi. Nhiệm vụ sau là 200.000 đồng, rồi sau nữa là 250.000 đồng và 500.000 đồng. Nạn nhân chia sẻ toàn bộ số tiền gốc và lãi như hứa ạ. Những nhiệm vụ này mà những kẻ lừa đảo gọi là giao dịch chứng khoán và lên đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử được hoàn trả nhanh chóng. Sau một vài nhiệm vụ, anh Phát được thêm vào một nhóm Telegram có những cộng tác viên khác làm công việc tương tự nhằm tạo cảm giác đáng tin hơn cũng như gây sức ép cho nạn nhân phải chuyển tiền nhanh nếu không muốn bỏ lỡ nhiệm vụ. Đây là lúc anh Phát chuyển số tiền 12 triệu đồng để tham gia một nhiệm vụ và không được hoàn trả với lý do bấm sai nút lệnh trên web so với nhóm. Khi thấy người làm chung nhóm làm đúng và vẫn được trả tiền, chỉ có tôi và một người làm sai bị giữ tiền. Tôi có niềm tin hơn để làm theo, yêu cầu nạp 30 triệu đồng để lấy lại 12 triệu đồng đó. Anh Phát kể lại, nạp thêm tiền, trang web vẫn tiếp tục báo làm sai và quản lý tự xưng tên Ngô Đức Duy yêu cầu nạn nhân nạp thêm 50 triệu đồng để được hỗ trợ khắc phục lấy lại tiền. Khi đó, chỉ nghĩ làm sao để lấy lại được khoản tiền đã chuyển. Tôi làm theo, vay gia đình 40 triệu để nộp, rồi chúng tiếp tục báo cáo. Tôi đã làm chậm và phải chờ 3 năm hoặc nộp thêm 80 triệu để lấy lại toàn bộ. Anh Phát nói, lúc này thấy rằng mình đã bị lừa tổng cộng hơn 92 triệu đồng, nạn nhân yêu cầu có giấy cam kết được hoàn tiền sau 3 năm và sẽ báo cơ quan chức năng nếu không được phản hồi. Chiêu trò lừa đảo cũ vẫn tìm được nạn nhân mới.
đây là hình thức lừa đảo giả mạo các trang sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước để tuyển cộng tác viên. Mã nguồn vẫn như cũ, chỉ thay đổi chút logo, hình ảnh và tên miền. Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia bảo mật tại dự án chống lừa đảo, phản hồi về địa chỉ. Kịch bản thường là lấy kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua các trang Facebook, Zalo, sau đó yêu cầu chuyển sang Telegram để gặp trưởng nhóm, gửi đường link, giao dịch chuyển khoản để dễ dàng xóa lịch sử. Chuyên gia cho biết, đa phần các website có mã nguồn liên quan đều từ Campuchia, vì vậy khả năng cao đây là tổ chức lừa đảo hoạt động từ nước này. Các trang đều lấy lại tên miền tương tự như các sàn thương mại điện tử, chẳng hạn như tikivip.com, amazon5288.com, việclamshopee.com, vân vân. Địa chỉ lừa đảo mà nạn nhân mới gặp phải có đầy đủ dấu hiệu khả nghi mà người dùng mạng cần cảnh giác, đó là không có tên công ty, địa chỉ liên lạc hay các giấy phép hoạt động liên quan, lấy logo thương hiệu lớn, giao diện chắp vá và chỉ có truy cập qua điện thoại. Ông Hiếu cho biết, nắm bắt tâm lý muốn kiếm tiền, chiêu trò tuyển cộng tác viên làm việc online, làm nhiệm vụ mua hàng nhận tiền hoa hồng cao đã rũ được nhiều nạn nhân sập bẫy. Đại diện Cục An toàn Thông tin cho biết, cơ quan này lưu ý nạn nhân cần tránh tâm lý cố nhập thêm tiền để lấy lại khoản đã mất. Thay vào đó, cần dừng ngay khi thấy bên còn lại có dấu hiệu chần chừ thanh toán và báo với cơ quan chức năng. Chính nỗ lực cố gỡ gạc mới dẫn đến nợ nần và thiệt hại nhiều hơn, chứ không dừng lại ở 12 triệu đồng ban đầu. Anh Phát phát hiện, theo ước tính của chống lừa đảo, nạn nhân từ mỗi vụ việc thường bị thiệt hại từ 30 đến 1 tỷ đồng. Ngoài ra, nạn nhân thường ngại trình báo vì nghĩ không có bằng chứng, sợ gia đình phát hiện, ảnh hưởng đến cuộc sống. Ông Hiếu cho biết, do đó, số ca lừa đảo trực tuyến thực tế có thể lớn hơn con số được ghi nhận, vốn đã lên đến 12.000 vụ việc trong năm qua, theo thống kê của trang Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam thuộc Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia. Tôi đã biết về vụ lừa đảo qua mạng từ trước, nhưng chúng dàn xếp trả tiền kỹ càng và có những người trong nhóm để tạo niềm tin. Anh Phát nói, tôi không hy vọng lấy lại số tiền, chỉ mong cảnh giác để mọi người đừng bị lừa.